Cũng nằm trong khuôn khổ Ngày hội Kết nối Sinh viên Thái Nguyên đã diễn ra chương trình giao lưu các nhóm nhảy Câu lạc bộ Tiếng Anh Sinh viên năm 2023 với tên gọi S Music for Life. Chương trình có sự tham gia của các trường đại học cao đẳng trên địa bàn nhằm tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho đoàn viên, sinh viên đam mê các loại hình biểu diễn nghệ thuật, có cơ hội thể hiện bản thân, giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ và đưa các loại hình nghệ thuật đến gần hơn với đời sống của đoàn viên thanh niên.